Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình Cốt Việt JP. Thì hôm nay nhận được tin vui từ anh em trong công ty là đã có 10 man trợ cấp từ dịch Covid nha các bạn. Thì bọn mình đợi tầm hơn 1 tháng 5 ngày, thì ở chỗ khác thì tầm chỉ 7 ngày đến 2 tuần là quá nhiều, nhưng mà bọn mình là đợi tầm hơn 1 tháng. Thì đợi mãi rồi giờ mới có, thì hôm nay mình sẽ rút tiền và từ thưởng cho bạn thân nha các bạn. Thì mình sẽ đi rút 10 man này và sẽ chắc chắn là mình sẽ đi ăn mì udon nha. Ok, các bạn theo chân mình nha. Ok, phía trước là chợ Kimura thì có siêu thị Kimura thì có chỗ rút tiền nha các bạn. Đấy, chắc tầm khoảng 500m, 300m nữa thôi. Ok, các bạn thấy cặp đôi này sướng nhỉ, chủ nhật đi chơi với người yêu đấy, tay trong tay, nắm tay trong tay. Còn đây là hai mẹ con này. Nhỏ nhỏ thế này đã được đạp xe đi chơi rồi. Ok. À, bên kia là mì ramen nha các bạn. Cũng nổi tiếng ở Nhật. Nhưng mà chắc mình sẽ đi ăn mì udon đây. Ok, bây giờ phía trước là cây rút tiền ATM nha các bạn. Thì có một người đang rút tiền. Thì chắc là mình sẽ để xe đây. Ok, người ta ra rồi, giờ mình vào nha các bạn. Wow, trong này mát lạnh. Đấy. Ok, ok, bây giờ mình sẽ lấy thẻ ra rút tiền nha các bạn. Đừng nói là quên thẻ đi nhá. Ok, mình sẽ một cho một tay cho nên là mình cầm khá là khó. Ok, cái thẻ nào nhỉ? Ok, thẻ này nhé các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ rút tiền. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ thẻ vào đây. Đó. Bây giờ sẽ nhập mật khẩu nha các bạn. Ok, tiếp đến là xác nhận này. Bây giờ sẽ nhập số tiền nhé. Mình sẽ nhập số tiền 10 man. Đấy, 10 man xác nhận này các bạn này. Đấy, nó đang đến tiền này. Đấy, số dư của mình chỉ còn lại có 800 yên. Và bây giờ là có 10 man từ AB nha các bạn. Xin này các bạn này. Ok, nhận lại thẻ và lấy 10 man. Đấy, không làm mà có ăn này các bạn ạ. Thì bên Nhật thì dịch cũng đang bùng phát, cho nên là sẽ được nhận số tiền trợ cấp từ nhà nước Nhật, chính phủ Nhật. Bây giờ mình sẽ cất ví và sang bên này ăn udon nha các bạn. Đấy, có 10 man rồi, sướng hẳn các bạn ạ. Ok, chào tạm biệt ngân hàng Kagawa. Và bây giờ mình sẽ ra ngoài. Okay. Lấy xe và đi ăn mì. Hiện tại mình đang có mặt tại quán mì udon. Hiện tại người rất là đông cho nên là mình rất khó để nói chuyện. Đấy, thì mình sẽ quay qua cho các bạn xem mì udon ở Nhật nó như thế nào. Đây là mình gọi bát nhỏ nha các bạn.
giá của mắt này là tầm 100.000 ở Việt Nam ấy. Đấy, thì rất là khó quay, người rất là đông. Mà ở Nhật thì rất là hạn chế quay video trong quán nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đào lên cho các bạn xem nó có nhiều như thế nào. Đấy, nhiều đông nó như thế nào. Đây nha các bạn. Đấy, thịt rất là nhiều. Ok, người rất là đông. Lúc nãy mình đến cái quán đầu tiên thì người khá đông, sắp hàng khá là nhiều, cho nên là thôi mình về luôn. Đấy, thì bây giờ qua chỗ này thì cũng đông nhưng mà không đông bằng. Ok, cho thêm một tí sốt cho các bạn. Ok, hơi nhiều. Ok, cho thêm một tí ớt. Đấy. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ chén luôn nha các bạn. Ok, mời các bạn nhé. Thì chắc là mình sẽ dừng cái clip này trong quán udon hơn tại đây nha các bạn. Thì người khá là đông cho nên là ngồi cũng chen chúc nhau, khó khá là khó quay. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Chào các bạn. Ok rồi các bạn, thì bây giờ mình đang đứng trước cửa cây ATM để gửi chuyển tiền về nhà. Thì mình vừa ra khỏi quán mì udon xong, thì tiện thể thì mình sẽ đi gửi chuyển tiền về cho các bạn. Chuyển tiền về nhà thì tiện sẽ quay cho các bạn xem luôn. Ok. Ôi, sau kia có người. Ok các bạn đợi một xíu nhé. Bây giờ đến lượt mình. Mỗi lần lấy ra, một lần lấy thẻ ra lắp ra rất là khó. Ok, thẻ siêu trồ đây nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ rút tiền từ thẻ siêu trồ đã nhé. Ok, bây giờ sẽ là bỏ thẻ vào đây. Bây giờ sẽ là nhập mật khẩu. Ok, mật khẩu à. Xong, và đây là số tiền cần rút nha các bạn. Đây là mình trong tài khoản này mình đang còn 2 man, cho nên mình sẽ rút 2 man đã rồi mới gửi về nhà. Ok, xác nhận các bạn này. Đấy, cũng như cái chỗ ngân hàng khác nó cũng đếm tiền kiểu kiểu như thế nha các bạn. Okay. Ồ, không được à? Ok, bây giờ mình sẽ thử rút lại một lần cuối nha các bạn. Vì mình rút nãy giờ không được, để xem lý do thế nào nhé. Ok, mật khẩu. Ok, đây nhập số tiền. Bực thật nhỉ. Ok, đây xác nhận nha các bạn. Sao nhỉ? Cái dòng này. Ok, cái dòng lúc nãy hình như nó bảo cái thẻ này phải mã số pin sai hay là bị vô hiệu hóa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử hướng dẫn bằng tiếng Anh nhé. Thì dịch nó sát hơn. Okay. Nó bảo vào cá độ vào. Thì withdraw đây là rút tiền này các bạn này. Ok, và chờ một tí. Ok, nhập mã pin. Ok, nhập số tiền amount nha các bạn. 2 man yên. Ok. Ok. Please wait. Your transaction is being processed. Please take your card. Ok, nó bảo là cái đúng rồi, in value này là không có giá trị rồi các bạn này, bị vô hiệu hóa phải các bạn này. Đấy, ok. Ok, bây giờ mình ok các bạn nhá, thì bây giờ mình sẽ về thôi. Thì bên này ngân hàng này cũng đóng cửa rồi, chủ nhật mà các bạn. Đấy. Ở đây là Kagashima Post Office, tức là cái bưu điện ấy. Bưu điện ngân hàng. Ok, có thể digital nhưng mà hôm nay là chủ nhật. Đợi mãi số tiền để gửi về nhà mà.
cuối cùng lại không gửi được. Đấy, số tiền trong thẻ kia mình đang còn 2 man, mình muốn gửi về luôn. Thì chắc là phải đợi ngày mai thôi. Ngày mai người ta làm việc thì mình sẽ qua thôi, tranh thủ đi làm về mình sẽ qua nha các bạn. Thì bây giờ chán thật. Ok. Chán lắm các bạn ơi. Bây giờ là phải đặt xe về rồi, chứ tình hình này là không gửi được tiền nữa. Chán thật. Ok, thì chắc là mình sẽ dừng cái clip này tại đây. Thì clip này thì mình mục đích mình định làm là có 3 nội dung. Cái nội dung đầu tiên thì mình sẽ định đi rút tiền 10 man của AB, bác AB cho tiền 10 man nhà để trợ cấp tiền dịch Covid cho các bạn. Thì đợi 1 tháng rồi, hôm nay mới nhận được. Thì đấy, muốn chia sẻ với các bạn cái cảnh mình đi rút. Rồi cái thứ hai là mình sẽ dùng số tiền này và thử đi ăn mì udon. Thì mì udon cái quán đầu tiên thì nó cũng đông người, sau là mình lại chuyển sang quán khác. Ok, thì đã ăn được rồi. Thì bây giờ mình đến cái mục đích thứ ba, mình đi rút tiền. À, rút tiền trong thẻ Digital này để gửi tiền về Việt Nam thì lại không rút được, thì vì khóa cái mật khẩu, khóa cái thẻ kia rồi các bạn ạ. Ok, thì chắc mình sẽ dừng clip này tại đây thôi. Ok, thì chào các bạn. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.